Rồi, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em về một cái máy tính, máy này từ Mỹ về. Này là MacBook Pro nha anh em. Đó, em này thì siêu đẹp. Và em sẽ gửi đến anh em cái cấu hình. Này HDMI UP cổng sạc đây, thì không có mớp gì hết nha anh em. Rồi đây ok, màn hình thì siêu siêu đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Đây, em Tùng khởi động lên cho anh em xem. Và cái này là cái sạc zin theo máy của hãng. Thì cái này nó là 13 inch. Thì siêu đẹp ha anh em ha. Có cái camera. Rồi, ok, vừa khởi động lên rồi ha. Mình. Đây anh em, wow rất đẹp. Tùng sẽ gửi đến anh em cái cấu hình ha. Ok, nó là cái cấu hình nó cực mạnh luôn, nó tới 3.1 và em gửi xa cho anh em xem ha. Để cho anh em thấy. Rồi, cái này là Katina. Nó là đời 2015 MacBook Pro. Đời 25 nha anh em. Retina 13 215. Nó là 3.1 và Core 7 i7 luôn. 16 GB RAM, 16 GB và ổ cứng cho anh em. Em sẽ test cái ổ cứng cho anh em xem ha. Nó là 512 GB. 512 GB SSD nha anh em. Ổ cứng nè anh em. Rồi ok, thì máy này nó siêu siêu đẹp. Đây, siêu đẹp ha anh em ha. Rồi giá của nó thì cái này có chỗ bán thì tầm khoảng 20 mấy, thì không có giá nào mà dưới 16 á, em bán 16 nha anh em. Thì máy siêu đẹp từ Mỹ về và Tùng sẽ bán 16 triệu. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962232180 em Tùng. Nó là i7 16 ra, nó chạy rất là nhanh nha anh em. RAM 16 mà i7 luôn, SSD luôn. Máy này thì chạy cực kỳ nhanh rồi. Rồi em Tùng cảm ơn anh em.